Ok, em mà cho anh lấy thêm chiếc siêu xe nữa không hay là ở nhà đủ rồi? No. No hả? That's enough at home. You don't even play. Ok, Chừng như chẳng ok các bạn ơi, bà xã mình không cho mua, vậy mình review chứ cuối cùng mà mình về nhé. Ồ, chiếc này đẹp quá các bạn. Nha, hôm nay mình rảnh mình ra Costco mình review siêu xe nha các bạn. Thì mỗi năm Costco nó có siêu xe, nó bày siêu xe nó bán, thì mình ra đây mình lựa vài chiếc và mình chạy chơi các bạn. Thì để coi năm nay thì mình ra chạy hay sao á, người ta mua mấy chiếc siêu xe đẹp hết rồi. Để mình coi bây giờ nó còn cái siêu xe gì nha. Ok, rồi mình thấy thấy chiếc này là Lamborghini Hurricane Performance. Chiếc này nhìn cũng đẹp, chiếc này nhìn cũng đẹp. Chiếc này là chiếc Bentley Continental Super Sport Convertible. Lamborghini Aventador Coupe hai cửa. Chiếc này thì năm trước mình sắm chiếc này rồi. Chiếc này rất là đẹp các bạn, chạy rất là đã ha. Năm trước mình có sắm chiếc này rồi, y chang màu luôn, màu cam luôn. Thấy các bạn. Chiếc này là chiếc Ferrari 488 GTB. Chiếc này nhìn cũng đẹp. Năm trước mình cũng mua một chiếc Ferrari rồi, đẹp lắm. Còn chiếc này thì nó khác, nhưng mà chiếc này thì mình nhìn thấy cũng rất là đẹp. Cái dàn máy đằng sau nó nhìn rất là đẹp các bạn. Thì mỗi năm Costco nó đem Supercar về nó bán thì mình thấy cũng rất là rẻ. Chiếc này là chiếc gì? 2014 Corvette Stingray. Chiếc này màu đỏ, nhìn là chạy là hết sảy nha các bạn. Corvette 2014 Supercar nhìn rất là đẹp. Để mình xếp chiếc này, chiếc Corvette nè. Ồ, nó có chiếc màu xanh nữa các bạn, màu xanh với màu đỏ. Ok, mình xếp lại coi. Lamborghini Hurricane. Nhìn rất là đẹp. Ferrari 488 GTB. Mấy chiếc này mình thích. Mấy chiếc này ở ngoài hay trên Amazon nó bán rất là mắc tiền nha các bạn. Nhưng mà ở Costco mỗi năm nó đem Supercar về cho dư các bạn, nó đổ ra nó bán giá rất là rẻ.
chiếc có chiếc Audi nữa các bạn. Này chiếc Audi R8 GT. Đẹp lắm các bạn. Chiếc màu đen thôi luôn. Chiếc màu đen luôn. Nhìn rất là đẹp tại vì trong này nó không cho mở ra nha các bạn, mình chỉ thèm mình nhìn từ trong cái hộp thôi nha. Nhưng mà rất là đẹp các bạn, chiếc này GT rất là đẹp. R8 GT. Hurricane Performance. Chiếc này màu xanh. Nãy mình coi chiếc màu đỏ, bây giờ nó có chiếc này, chiếc màu xanh. Thì các bạn muốn supercar đó các bạn thì rất là rẻ nha. Các bạn vô đây kiếm vài chiếc các bạn chạy chơi nha. Rất là rẻ, rất là đẹp. Nó rẻ hơn mình lên mua cái website khác hay là trên Amazon rất là nhiều, giống như là những chiếc này ở trên Amazon nó bán cũng 70 chiếc các bạn, nhưng mà trong Costco nó bán rất là rẻ, bán có 10 mấy đồng một chiếc à. Còn chiếc nào nữa? Chiếc xe cổ thì mình không có rành mấy chiếc xe ngày xưa lắm. Chiếc này là nó để là Chevrolet Camaro 1971. Camaro là xe muscle của Mỹ nha các bạn, cũng rất là được chạy xe ưa chuộng nha, rất là mạnh nha các bạn nha, rất là mạnh, rất là phong cách Mỹ nha. Nhưng mà mình thì không nghiên cứu về mấy chiếc xe ngày xưa cũ, cho mình cũng không có rành, mình chỉ quay cho các bạn coi chơi thôi. Rất là đẹp, ai mà thích phong cách Mỹ là chọn mấy chiếc Chevrolet Camaro là đúng điệu luôn nha các bạn. Okay. Chiếc gì cũ cũ nó đưa cho các bạn coi luôn.
chiếc này quá cũ luôn, xe cổ luôn, 1965 Pontiac GTO. Chiếc này thuộc loại xe cổ rồi nha các bạn. Bạn nào thích sưu tầm xe cổ thì mua những chiếc này, nhưng mà mình không có rành về mấy chiếc xe cổ lắm. Nhưng mà rất là đẹp các bạn, cái nước sơn, cái phong cách rất là mỹ nha. Ngồi rất là đã. Tiếng trong làng xe, làng siêu xe. Rất là đẹp. Chiếc này quá đẹp không các bạn. Corvette 1965. Bạn nào thích chạy những chiếc xe siêu xe cũ về thì cứ ra Costco lấy mấy chiếc chạy nha các bạn. Rất là đẹp. Siêu xe nữa không hay là nhà đủ rồi? No. Okay.
Ok các bạn ơi, bà xã mình không cho mua, vậy mình review chứ cuối cùng mà mình về nhé. Một chiếc này đẹp quá các bạn, một chiếc này phong cách quá. Chiếc này là 1968, chiếc Ford Mustang GT Cobra Z luôn. Wow, chiếc này quá đẹp các bạn ơi, quá đẹp. Chiếc Ford này hiếm nha. Wow. Ok thôi các bạn ơi, quay cho các bạn coi chơi thôi. Giờ bà xã mình không cho mình mua nữa, mình có hai chiếc ở nhà là chạy chưa hư cho nên bà không cho mua nữa. Bữa nào để bữa nào mình có tiền mình sẽ ra đây mình làm một hai chiếc nữa. Một là thiếu chiếc này nè các bạn, mình thiếu chiếc Ferrari 488 GTV, thiếu chiếc này nè, mình kết chiếc này với lại là chiếc này nữa các bạn, chiếc Lamborghini Hurricane nè các bạn, mình kết hai chiếc này nè. Mình tính rinh về nhưng mà bà xã mình bữa nay mình đi chung với bà xã cho nên bà xã mình không cho mua, mình đâu có dám đưa chạy ra chạy về đâu. Nên để lần sau nha, lần sau mình sẽ ra mình hốt thêm hai chiếc siêu xe nữa để chạy review cùng các bạn chơi cho vui. Ok, mình vừa mới đi Costco về thì bà xã mình năm nay không cho mình sắm thêm siêu xe nữa các bạn, cho nên là mình làm ly cà phê mình ra mình lấy hai chiếc siêu xe mình mua năm vừa rồi của mình để mình chùi các bạn ơi. Và năm nay buồn quá, bà xã mình không có cho mình mua thêm chiếc siêu xe nào hết, cho nên bây giờ mình lấy hai chiếc siêu xe mình sắm năm vừa rồi mình chùi rửa để mai cuối tuần mình chạy, mình nẹt bô mình đi chơi các bạn. Hai chiếc này mình đậu trong gara lâu lắm rồi mình không có chạy cho nên các bạn thấy bụi quá, nó rất là bụi, cho nên mình lấy ra mình chùi các bạn. Chiếc này là chiếc Lamborghini Aventador LP700 các bạn. LP700. Nhìn rất là đẹp các bạn. Chạy rất là đã các bạn. Thì các bạn thấy nội thất bên trong nè. Nội thất bên trong thì chiếc này nó làm cũng được. Cái này thì máy nằm đằng sau nha các bạn. Ở đằng trước thì nó không có, nó chỉ để đồ thôi. Chắc bụi quá, mình đậu gara bụi quá. Bây giờ mình coi sơ rồi mình lấy khăn mình chùi nha các bạn. Lâu quá đậu trong gara, mạng nhện mạng đồ nó bám à. Mình chùi sơ để mai mình chạy nẹt bô chơi các bạn, mai cuối tuần chạy nẹt bô chơi. Bụi trong này sao lao chùi vô à. Nội thất bên trong cũng đẹp. Bạn nào thích siêu xe thì mùa này canh Costco nha. Costco nó đưa những chiếc xe siêu xe về rất là rẻ, giá rất là rẻ. Phẩm chất gọi là phải nói là cao nha. Rẻ hơn các bạn mua trên Amazon hay là những chỗ khác rất là nhiều nha. Cho
Cho nên bạn nào thích siêu xe thì mùa lễ này nè, mình canh mình mua nha. Đó thì để chiếc này, hai chiếc này là mình yêu thích nhất nha các bạn. Hai chiếc này là mình thích nhất, nó rất là đẹp, rất là đẹp, chạy rất là ngon. Chiếc này là chiếc Ferrari, La Ferrari nha. Chiếc này hình như giá 4-5 triệu gì đó các bạn. Hiện nay chiếc này giá 4-5 triệu gì đó. Chiếc này mình thích nhất chiếc này. Mình hôm qua thì các bạn thấy mình đi thì mình không có thấy chiếc nào nó. Mình đi mấy ngày trước, với là hôm qua, với lại vừa rồi mình đi thì mình không có kiếm được chiếc nào đẹp giống như chiếc này hết. Cho nên là mình cũng chưa hứng thú sắm thêm chiếc mới. Chiếc này là mình ưa thích nhất, để chùi chút. Chiếc này cái scale của nó là 1:18 nha các bạn. Quá bóng rồi các bạn. Mai cuối tuần là mình có thể đi nẹt bô rồi được rồi. Ok các bạn, đây nè, chiếc Ferrari, La Ferrari. Chiếc này đời mấy đây, nó không có để cho mình biết các bạn. Ok, thì các bạn nhìn sơ đó, nó rất là đẹp ha, nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp các bạn, mình hai chiếc này thì mình sắm năm vừa rồi, mà năm nay thì bà xã mình không có cho mình sắm thêm siêu xe, cho nên mình làm cà phê, mình ra mình ngồi mình chùi mấy chiếc siêu xe của mình lại thôi. Cái máy là rất là đẹp các bạn, máy nằm đằng sau. Cánh cửa thì đây là nội thất bên trong. Nội thất bên trong xe. Đây là có cái dây này mình chưa tháo, chưa bóc tem nữa thêm các bạn. Có cái dây này để mình tháo dây ra. Mua mà để trong gara, nằm trong gara đâu có chạy đâu các bạn, còn tem luôn. Đèn rất là đẹp, đằng trước thì nó cũng không có chỗ nhiều. Xe này mình mua đâu phải để đựng đồ ha các bạn, thì cũng ok. Cái này bên tài xế, chỗ ngồi bên tài xế nè các bạn. Thì đó các bạn, mình muốn sắm thêm thêm nhiều siêu xe nữa, nhưng mà năm nay thứ nhất là mình chưa thấy chiếc nào mình thích, với lại thứ hai là mình cũng thích một vài chiếc, nhưng mà bà xã mình không có cho mình mua, không cho mình mua thêm, cho nên mình chắc đợi năm sau các bạn ơi, có thể năm sau mình
kiếm thêm. Đó, đó là hai cái chiếc siêu xe của mình. Giờ mình chùi rửa sạch sẽ rồi, chuẩn bị cuối tuần mình chạy nẹt bô, mình đi chơi các bạn ơi. Thì bữa nay trời cũng hơi nóng, mình lấy hai chiếc xe mình chùi chơi sẵn cho các bạn coi chơi luôn. Thì bạn nào thích siêu xe thì mùa này nhớ nha, nhớ ra ra Costco sắm cho mình vài chiếc nha. Ok, vậy thôi các bạn, thôi mình kết thúc cái video clip review supercars right here nha. Ok, để mình uống cà phê tiếp các bạn ơi. Đây được, mình chùi bụi sao nó rớt vô cà phê hết rồi, chắc mình pha ly khác quá. Chùi xe rồi bụi nó rớt vô cà phê, chắc mình pha ly khác mình uống các bạn. Ok, xin chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Xin kính chào các bạn. Thank you.